Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ. Hoặc 0396 164 604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 23 tháng 11 năm 2024 ạ. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về thêm những cái dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo hai số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại. Cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Và mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cái cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc, và đặc biệt là hôm nay thì như cô chú anh chị nhìn thấy thì bên em đang có rất là nhiều những cái cây lan mà đang nụ của cô chú anh chị, mình có thể có những cái giỏ hoa chơi Tết thật là tuyệt vời với giá rất là yêu thương ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ạ là một cái lô dáng hương đuôi sóc. Một cái lô dáng hương đuôi sóc này thì em sẽ bán với giá là 30.000 thôi cô chú anh chị này. Đó, cả lô này 30.000 thôi mà hơn một chục cây nhá cô chú. Đâu đấy khoảng tầm hơn chục cây ạ. Gọi là em bán gần như là vừa bán vừa tặng đây cô chú anh chị nhá. Và tiếp sau này đây sẽ là một cái lô dáng hương tam bảo sắc, cái phần dáng hương tam bảo sắc này. Hàng cây rất là dài luôn, tuy nhiên thì nó sẽ có những cái cây nó bị gãy ngọn một chút cô chú anh chị ạ. Mà cây con thì đang mọc lên mới rồi. Cái lô này đâu đấy thì cũng rơi vào gần đây này, có cây mẹ con này. Có hai nhánh bị gãy ngọn và có hai nhánh còn nhỏ ngón còn ngọn nguyên vẹn. Đó, thì em sẽ bán cái lô này với giá sẽ là 60.000 cho 60.000 nhá cô chú anh chị nhá, 60.000 cho cái lô này, gần đâu đấy một cái lượng hàng cây rất là lớn như thế này. Nói chung là kể cả nó gãy ngọn hay là không thì cây này thì kể cả gãy ngọn thì về nó sẽ mọc ra cái ngọn mới luôn. Và sau này ở đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo đơn cam, mới cây lan mà những anh chị yêu thích cái dòng lan rừng chắc là đều muốn sở hữu và muốn được thưởng thức một cái cây với những cái bông hoa rất là độc đáo và tuyệt vời. Đây là thời điểm đẹp trong năm để cô chú anh chị mình có thể được thưởng hoa một cách trọn vẹn nhất cô chú anh chị ạ. Và cũng như là có cái cơ hội trồng thuần được những cây đơn cam này đẹp nhất trong năm cô chú anh chị nhé. Đang sưng những mắt nụ rồi. Đó, cái hàng này thì yên tâm luôn là cô chú anh chị chơi hoa trọn vẹn nhất hơn bất cứ cái thời điểm nào trong năm mà cô chú anh chị mình lấy luôn. Với giá đang bán là 600.000 1 kg, chỉ cần một đốt ngón tay thôi, cao dài một đốt ngón tay thôi là cô chú anh chị cũng được ngắm những bông hoa đẹp tuyệt vời của nó rồi. Em bán ngay từ 0,1 kg rồi. Với 0,1 là cô chú anh chị cũng được một lượng kha khá rồi đấy ạ. Cũng có một cái giò lan đơn cam rất là đẹp để mà cô chú anh chị ngắm rồi đấy ạ. Đó, thì tính ra chỉ rơi có 60.000 thôi cô chú anh chị ạ. Sang bên đây ạ là những cái giò đen đô xuân với cái bông hoa tím chất cực kỳ là đẹp. Chậu rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên đấy cô chú anh chị ạ. Chậu rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên. Sai chi chít bông như thế này, từ gốc đến ngọn cô chú anh chị thấy là đẹp mê luôn. Và mầm gốc cũng đang lên này, nụ thì hàng này là chuẩn nụ luôn rồi chứ không phải là ki nữa đâu. Bởi vì là nụ bây giờ lớn như thế này rồi thì cô chú anh chị nhìn yên tâm là chuẩn nụ luôn rồi nhá. Đủ cô chú anh chị có một cái giò lan rất là rực rỡ luôn ạ. Hoa của cái mặt bông này là tím chớp rất là đẹp luôn. Xin phép được bán một cái giò như thế này với giá chỉ có 115.000 thôi. Đây ạ, cái mặt hoa của dòng này nó sẽ tím chớp rất là đẹp như thế này nhá. Cái độ bền hơn 2 tháng và thơm ạ. Đấy, xin nhắc lại giá một cái chậu lan đẹp mê như thế này, rơi ít nhất là từ 4 thân trở lên trong một giò, cô chú anh chị nhá, rất là đẹp. Và em xin nói luôn cái chiều cao của nó khoảng tầm 20 cho đến 25, 30 cm đổ lại thôi chứ không có cao lắm. Nhưng mà sai bông từ cái đốt gốc đến ngọn luôn, rất là đẹp như thế này. Và giá thì chỉ có 115.000 cho một giò. Giá này thì gần như là ngang với cả giá sỉ, thậm chí dưới cả giá sỉ cô chú anh chị. Có thể tìm hiểu có những nơi em thấy là người ta bán lên đến cả 160.000 đấy ạ. Dạ, tiếp sang mè đây là em còn có một cái mã màu đen đô đột biến nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng đen đô đột biến hoa trắng và cái họng hồng nhá cô chú anh chị nhá, hoa trắng họng hồng. Đó thì một chậu thân mập nú này cô chú anh chị này, và giò này xin phép được bán với giá là 130.000. Đây là dòng dendro hoa trắng tinh nhá, và cái họng hồng là một cái khuôn bông hoa rất là đẹp, gọi là cái dendro đột biến đấy ạ. 120 cho cái giò, 130 cho giò dendro này.
Tiện là dòng đen rô thì em giới thiệu luôn đến cô chú anh chị. Thường cái dòng đen rô thì nó sẽ nở hoa thời điểm Tết, và đây là sẽ là những cái cây, những cái chậu lan đen rô vàng kim cương. Một trong những cây lan đen rô mà trước đây thân vài 300 nghìn cô chú anh chị nào. Em nghĩ là nhiều cô chú anh chị đã từng săn tìm với những cây đen rô này giá vài trăm nghìn và đã mua đúng không ạ? Thì còn ở đây cô chú anh chị có thể cùng em sở hữu những cái giỏ đen rô hàng chuẩn hoa luôn. Đen rô vàng kim cương, bông hoa rất là to và cánh hoa tròn đều, bền hoa. Với độ bền khoảng tầm 2 tháng, cái dòng đen rô này là cô chú anh chị này. Những cái chậu lan đang nụ rất là đẹp như vậy với giá rất là rẻ luôn ạ. Hình này gọi là hình số 15 này. Cái chậu này em thấy là có tổng tất cả là 2 này, 4 này, 2, 4, 5 thân nhé cô chú anh chị nhá. Và giò này xin phép được bán với giá sẽ là 190 nghìn thôi ạ. 190 nghìn thôi, quá rẻ luôn nhé cô chú anh chị nhá, trong một cái giò lan rất là đẹp như vậy. Tiếp theo sẽ là giò số 16 ạ. 2, 4, 5 thân, giò này em bán luôn là 190. Và giò số 17, 2, 4, 6 thân nhé. Tổng 6 thân. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy là rất là đẹp luôn. Xin phép bán với giá là 100, cũng bán với giá là 190.000 luôn đi. Và hình tiếp theo sẽ là chợ giò số 18. Giò này thì em bán với giá là 170 cho cô chú anh chị này. Sưu tầm 4 thân, 170.000. Đây thì có một cái thân nữa nhưng mà nó bị gãy mất rồi. Thì tổng có 2 thân nó bị gãy đấy ạ. 2, 4. Tổng có 6 thân nhưng mà có 2 thân bị gãy nên là hiện tại chỉ còn có 4 thân trọn vẹn, em bán với giá là 170.000 nhá. Cái giò lan sơn thủy tiên cô chú anh chị cùng em ngắm, những cái chậu lan sơn thủy tiên cực kỳ là đẹp luôn, thân nào thân đấy căng mướt luôn, đang bắt đầu sưng những cái mắt nụ rồi. Đó, đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Đó, hàng rất là đẹp luôn ạ, đang sưng những mắt nụ rất là lớn rồi mà ngắm lá thôi cũng thấy mê cô chú anh chị ạ, xanh mướt luôn, thân giả hành căng đẹp như thế này. Và một cái giò lan sơn thủy tiên nặng chịu tay, sum xuê nhiều giả hành đẹp như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em quá đẹp luôn. Giá xin phép được bán là 170.000, 170.000 cho một giò cô chú anh chị nhá. Đủ với cái dòng sơn thủy tiên cô chú anh chị thấy rồi. Dạo này thì em không mua cái hàng cân về em bán, bởi vì cái giá của hàng cân thì sẽ rơi khoảng tầm 190.000 một kg, mà trong khi đó một cái chậu sơn thủy tiên đẹp như thế này chỉ có giá 170 thôi. Rất là đẹp như vậy mà hàng tươi khỏe như thế này. Và bên này là một cái giò kiều dẹt cho cô chú anh chị nào đang muốn sưu tầm này. Giò này em xin bán phép bán 190.000 cô chú anh chị nhá. Nữ hồng lâu mộng đây cô chú anh chị. Vũ nữ hồng lâu mộng, những sắc hoa rất là ngọt ngào và tuyệt vời luôn. Một cái sắc hoa hồng rất là quyến rũ ở đây, cái sắc hoa tím hồng rất là quyến rũ ở đây và bông hoa rất là to. Bền hoa nhé, cái độ bền của nó, cây này nó phải rơi khoảng tầm cả một tháng mà nở hoa liên tục luôn, cái cần hoa cao, phân nhánh chi chít luôn này cô chú anh chị này. Đó, thơm ngát luôn ạ. Thì một cái chậu lan vũ nữ hồng lâu mộng đẹp như thế này xin phép được bán với giá chỉ có 70.000 cho một giò thôi. Còn đây ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm ạ. Một cái cây lan với sắc hoa vàng nhẹ nhàng thôi. Đó, sắc hoa vàng nhẹ nhàng và cái hương thơm ngọt ngào vô cùng luôn cô chú anh chị này. Đó, những cây lan vũ nữ hồng lâu mộng xinh đẹp với sắc hoa vàng nhẹ nhàng. Vàng nhẹ cô chú anh chị nhá, rất là ngọt ngào, rất là thơm luôn. Thì một cái chậu lan như vậy em xin phép được bán chỉ có 70.000 thôi cô chú anh chị ạ. Rất là xinh luôn nhá, thơm vô cùng luôn ạ. Còn tiếp sang bên đây ạ là những cây lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài, cây quá là đẹp cô chú anh chị ạ. Một chậu như vậy rơi ít nhất là 2 ngồng hoa, nụ khỏe nhá, cây khỏe, nụ khỏe, ít nhất 2 ngồng hoa, quá mê, quá đẹp luôn, với giá chỉ có 50.000. Giá bằng bát phở, hơn bát phở một chút xíu, sở hữu ngay một cái giò hồ điệp lá biên mà chơi hoa trong vòng trên 2 tháng, cây khỏe đẹp như thế này này. Không có gì tuyệt vời hơn luôn, quá rẻ luôn cho cái giá trị thẩm mỹ cũng như là vẻ đẹp mà nó mang lại cho mình ạ. Đó, một cái chậu lan đẹp như thế này có 70.000 cô chú anh chị nhá. Cái dòng lan hồ điệp này nó sẽ nở chuẩn đúng hoa Tết luôn ạ. Tiếp sau mẹ đây là một cái mã màu hồ điệp rất là tuyệt vời luôn, giá thì cũng chỉ bằng một bát phở thôi. Đó, hoa trắng, gọi là hồ điệp trắng tuyết, hoa trắng lưỡi đỏ cô chú anh chị nhá, hoa trắng lưỡi đỏ. Cái mặt bông rất là đẹp mà năm nào đến phiên bán hàng những cái ngày Tết thì cái mặt bông này cũng là cháy hàng luôn ạ. Và đây ạ, một cái cây lan khỏe đẹp với 2 ngồng hoa hồ điệp trắng tuyết đẹp như hình em đã đưa cô chú anh chị. Và giá thì chỉ có giá bao nhiêu ạ? 50.000 thôi, cũng 50.000 cho một cái giò lan hồ điệp trắng tuyết như thế này. Kể cả không có nụ thâu đâu ạ, chỉ cần là cây giống thôi thì em nghĩ là cũng xứng đáng với cái giá tiền là 50.000 rồi đúng không ạ? Bằng một bát phở của chú anh chị sở hữu ngay một cái cây lan hồ điệp trắng tuyết hàng nụ để cô chú anh chị ngắm hoa Tết trong vòng hơn 2 tháng rồi cô chú anh chị ạ. Rất là xinh luôn, cây khỏe như vậy nhá. Còn bên này đây là cái cây lan hồ điệp với sắc hoa rực rỡ cho cô chú anh chị nào mà thích mê cái sắc hoa rực rỡ cho những ngày Tết đây. Hoa cánh hồng đỏ và cái lưỡi đỏ nhá cô chú anh chị nhá. Và hàng này sẽ là hàng siêu nụ. Siêu nụ cô chú anh chị ạ. Chậu sẽ rơi từ ít nhất là 2 vòi bông.
Đó, nhiều nụ nhưng mà cái vòi nụ của nó to đùng luôn ạ. Nhưng mà cái vòi hoa của nó to đùng luôn và cây cũng rất là khỏe như thế này. Thì một cái chậu lan như vậy em xin phép chỉ bán có bao nhiêu ạ? 50.000 thôi ạ. 50.000 thôi cô chú anh chị nhá. Sở hữu ngay những cái giò lan rất là xinh như thế này. Thậm chí thì có những cây nó có những cái ngồng hoa nó còn phân cả nhánh nữa. 50.000 cho một cái cây hoa hồ điệp như vậy. Còn đây cũng là dòng hồ điệp. Cái mã màu hồ điệp đang nở hoa. Một cái chậu lan hồ điệp với hai ngồng hoa xinh như thế này xin phép được bán là 80.000 với hai ngồng hoa. Và chậu có một ngồng hoa thì em sẽ bán với giá là 70.000. Ok, đây cây này thì về cô chú anh chị thoải mái ngắm hoa đã mắt luôn. Thì nó rất là bền hoa cô chú anh chị ạ, thoải mái cô chú anh chị ngắm luôn nhé. Đấy. Tiếp sang về đây ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm những cái giò địa lan rất là đẹp này cô chú anh chị này. Trước mặt cô chú anh chị đây sẽ là cái cây địa lan, dòng địa lan bạch ngọc nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng địa lan bạch ngọc ạ. Em thấy thực sự rất là kỳ diệu luôn. Khi mà hoa nó nở lâu ấy, cái lưỡi tím hồng lên như thế này này cô chú anh chị này. Mà khi mà mới nở hoa, càng nở thì cái bông hoa, cánh hoa của nó càng chuyển sang màu trắng ạ. Và rất là thơm, khuôn bông hoa tròn đều luôn cô chú anh chị này. Đó, và cái độ bền của hoa này nó sẽ rơi khoảng tầm ít nhất là một tháng đấy ạ. Ít nhất là một tháng bởi vì cánh hoa của nó rất là dày. Dòng địa lan thì chủ yếu là hoa nở vào thời điểm Tết luôn. Như cái cây bạch ngọc này, nhiều nơi hiện tại em thấy là người ta bán rất là đắt luôn ạ. Cô chú anh chị, rất là đắt luôn nhé, không hề rẻ luôn. Hàng này đặc biệt là nếu mà nở đúng vào thời điểm Tết nữa thì cây này thực sự là nó là một cái cây mà rất là đắt cô chú anh chị ạ. Thì ở đây em đang có những cái chậu lan như thế này, giao lưu cùng cô chú anh chị. Một chậu địa lan bạch ngọc đang nụ ít nhất là 3 vòi bông nhé cô chú anh chị nhé. Với giá sẽ là 150.000. Và một cái chậu hoa khỏe đẹp và thân lá cũng rất là khỏe như thế này. Với giá là 150.000. Em thấy hiện tại nhiều nơi người ta bán lên đến hơn 200.000. Với cái giá sỉ luôn cô chú anh chị ạ, không hề rẻ nhé. Cái dòng địa lan chủ yếu là hoa nở Tết cô chú anh chị ạ. Ở đây thì cây này thì nó nở sớm nên là làm cho cái giá trị của nó cũng rẻ hơn. Cô chú anh chị có thể mua sưu tầm ngắm hoa từ bây giờ để đón Tết luôn cô chú anh chị này. Còn tiếp sang mè đây ạ, đó là cái dòng lan hương cát cát. Hương cát cát này thì hiện tại cũng đang có một cái vòi bông hoa nở. Cái sắc hoa của nó vàng sáng như thế này từ khi nở đến khi tàn luôn mà không có bị tối màu đi nhá cô chú anh chị nhá. Người ta quan niệm đây là một cái cây lan mang đến tài lộc vận may và cái sự thịnh vượng đấy ạ. Nên là những cái cây lan hương cát cát như vậy ở trong nhà này và những ngày Tết thì thực sự là một cái điều mà người ta cảm thấy là rất là muốn có, muốn sở hữu. Chậu hương cát cát hoa rất là thơm. Thì một cái chậu lan hương cát cát này chỉ có một vòi bông thôi, hiện tại đang có một vòi bông nở này. Thôi còn ngoài ra ấy, thì rất là nhiều những cái giả hành này này. Thì sang xuân em nghĩ là cô chú anh chị sẽ có thêm một cái mùa hoa đẹp tuyệt vời nữa. Đó, một mùa hoa đẹp tuyệt vời nữa nhá cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu địa lan hương cát cát như vậy ở cô chú anh chị lấy về làm giống ạ. Cũng như là chờ đợi thêm một cái lứa hoa nữa ở mùa xuân, xin phép bán có 100.000. 100.000 cho một cái chậu lan hương cát cát này thôi ạ. Cây rất là khỏe luôn. Về cô chú anh chị chỉ việc để như vậy và cho tưới nước thôi, cô chú anh chị vẫn có một cái giò lan đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Dạ, tiếp sang về đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là cái dòng lan phi điệp cánh viền ạ. Cái dòng phi điệp cánh viền này là một trong những cái mặt hoa phi điệp mà có mặt bông cực kỳ là xuất sắc luôn nhá cô chú anh chị nhá. Phải nói là rất là xuất sắc luôn. Và đã đi dự những cái triển lãm về hoa lan được giải rất là cao. Chính vì vậy mà cái phi điệp cánh viền này đã được nhà vườn người ta nhân giống và để giao lưu, để nhân giống để lại đấy ạ. Và là trong những cái cây lan mà nở hoa vào cái thời điểm Tết luôn ạ. Thì ở đây cô chú anh chị có thể cùng em xem này, những cái thân phi điệp cánh viền này thì lác đác đã có những cái thân nó nứt nụ ra như vậy rồi ạ. Cô chú anh chị nhìn ạ. Đó, đã bắt đầu là nứt nụ ra như vậy rồi cô chú anh chị nhé. Còn hơn 2 tháng nữa thôi là đến Tết. Thì những cái cây phi điệp cánh viền thơm ngát mà đẹp một cách tuyệt vời luôn ở đây. Cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức những bông hoa Tết cũng như hoa xuân đẹp ạ. Cô chú anh chị có thể cùng em lựa chọn những cái chậu phi điệp cánh viền với hàng hoa đẹp mà giá cực kỳ là rẻ như này. Chậu này gọi là chậu 37 ạ, xin phép bán có 100.000 thôi. Chậu này tổng là 2 4 6 thân nhé. 6 thân ngắn dài ạ. Với giá chỉ có 100.000 thôi ạ. Tiếp theo chậu bên này là 2 4 5 thân. 5 thân rất là đều mà em bán có 100.000 nhé. Đây, chậu này 5 thân. 2 4 5 thân ạ. 5 thân này em xin phép được bán là 100.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 35 ạ. Chậu 35 đây ạ. Chậu này rất là sum suê luôn, chậu này phải rơi khoảng tầm đâu đấy đến 8 thân. Xin phép bán chậu này 120.000 và chậu 34. Chậu 34 này phi điệp cánh viền này, em xin phép được bán cái chậu này với giá là 100.000 luôn ạ. Và chậu số 35 ạ. Chậu số 35 này cũng có những cái thân rất là nhiều thân.
Chỗ này em xin phép được bán 120.000 cô chú anh chị nhé. Còn xa mè đây ạ, sẽ là những cây lan hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Cô chú anh chị cùng em tranh thủ sưu tầm những cây chuỗi ngọc, thực sự rất là tuyệt vời này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị thấy là cái hàng kg ấy giá không dưới 170-180 một kg đúng không ạ? Còn ở đây thì và trong khi đó là một cây lan mà khá là khó thuần. Em nghĩ rằng nhiều cô chú anh chị mới tập chơi lan hoặc là những anh chị đã từng chơi lan lâu thì em nghĩ là đã có nhiều anh chị trồng cây chuỗi ngọc này mà bị chết gần như là không được thân nào luôn đúng không ạ? Ở đây, đây là một trong những cây lan khá là khó tính. Cô chú anh chị mình có thể cùng em sở hữu một cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc thuần sẵn. Chậu rơi đâu đấy đến cả chục thân hoa như thế này, thân thắt đốt sáng bóng luôn. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan gọi là đẹp, trọn vẹn từ thân lá đến cái sắc hoa rực rỡ của nó ở mùa xuân này cô chú anh chị này. Với giá em đang để chỉ có 170.000 cho cái giò lan chuỗi ngọc này. Đó. Em nghĩ rằng là nhiều cô chú anh chị có thể mua cả 1 kg không thể thuần nổi bằng một cái chậu này luôn ạ. Đấy thì cô chú anh chị có thể sở hữu luôn cho em một cái chậu như vậy nhá. À, tiếp sang mè đây sẽ là cái dòng lan nào. Đây là cây vũ nữ sô cô la baby ạ, chưa bao giờ rẻ đến như vậy luôn. Cái mặt bông sô cô la này phải bền trên một tháng rưỡi đổ lên nhá cô chú anh chị. Hương thơm lưu giữ từ khi nở hoa đến khi tàn luôn. À, sắc hoa mùi sô cô la đậm, lưỡi trắng ngọt ngào, thơm ngọt ngào quyến rũ vô cùng. Một cái chậu lan vũ nữ sô cô la sum suê như thế này, em đang bán chỉ 70.000 thôi ạ. Chưa bao giờ nó rẻ đến như vậy luôn nhá cô chú anh chị nhá. Chậu rất là nhiều thân. Và bên này đây, nữ hoàng bóng đêm, mới cây lan mà được ví như là cái sắc đẹp, cái điểm sáng giữa đêm đen. Với giá em đang bán chỉ có 70.000 cho một cái chậu lan nữ hoàng bóng đêm này thôi. Đây ạ, là những cái cây lan cửu bảo tiên. 10 người ngắm là 10 người mê, 10 người muốn sở hữu, dễ thuần dễ trong. À, dễ cho hoa cô chú anh chị nhá. Cây với cái bản lá to và căng mướt đẹp như thế này, chậu phải rơi cao từ ít nhất là 20cm trở lên ạ. Đủ trưởng thành để xuân tới có thể cho cô chú anh chị những bông hoa rất là đẹp rồi. Giá thì em đang bán chỉ có 130 cho một giò cửu bảo tiên này thôi và cũng chẳng mấy khi có hàng về đâu ạ. Sang bên này đây ạ, là một cây lan mặt trời Bangkok ạ. Cây mặt trời Bangkok lai với cả châu hồng gấm nhá. Với cái sắc hoa đủ rực rỡ như thế này luôn đấy ạ. Đẹp một cách xuất sắc luôn. Mà nó siêng hoa mà cho hoa quanh năm luôn đấy ạ cô chú anh chị. Cây thân lá đẹp, hàng lá xếp như thế này, giá là 130 cho một cây. Mặt trời Bangkok lai châu hồng gấm sẽ nở hoa nhiều lần trong năm đấy ạ. Tiếp sang bên này đây, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cái giò lan giả hạc Pháp ạ. Những cái trò giò giả hạc Pháp dài miên man, đẹp mê luôn. Mỗi giò lan như vậy nó sẽ là một thác hoa khi Tết đến xuân về cô chú anh chị nhé. Chắc chắn là nó sẽ là một cái sản mà một cái tác phẩm vô cùng là tuyệt vời cho cô chú anh chị mình. Cái sắc hoa đỏ đậm đà nổi bật luôn như thế này, tím đậm rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Và một cái giò lan giả Pháp rơi ít nhất từ 6 thân trở lên ạ. Thân dài thì sẽ có thể rơi khoảng tầm 6-7 thân và thân ngắn thì có thể nhiều hơn. Với giá chỉ có 130 cho một giò. Đây ạ, sẽ là những cái bông giả hạc chấp Mỹ ạ. Một trong những cái mặt bông vô cùng là độc đáo luôn mà rất là thơm. Sai hoa tự nhiên từ gốc đến ngọn là một trong những cây lan mà cũng không thể thiếu trong những phiên bán hàng hoa Tết luôn. Hiện tại cây cũng đang bắt đầu là nứt nụ nhá cô chú anh chị nhá. Những cây này này, em chọn những cái cây chớp Mỹ này này, đã xuống hết lá và đang bắt đầu là sưng mắt nụ rồi để cô chú anh chị mình có thể có những cái giò lan gọi là kịp chơi hoa Tết, hoa xuân đẹp nhất cho cô chú anh chị mình ạ. Cô chú anh chị cứ tưởng tượng là mình có sở hữu một cái giò lan như vậy, độc đáo tuyệt vời như vậy, với cánh hoa tím chớp tuyệt vời như thế này, thì em nghĩ là thực sự nó là một cái giò lan rất là đẹp, rất là rực rỡ luôn và rất là độc đáo luôn. Cái cây giả hạc chớp Mỹ này này, sai bông vô cùng luôn nhé cô chú anh chị nhé. Thì ở đây cô chú anh chị có thể cùng em sở hữu những thân chớp Mỹ trước đây, ở 1-2 năm trước một thân chớp Mỹ vài 300.000 cô chú anh chị ạ, không hề rẻ luôn ạ. Bây giờ cô chú anh chị có thể cùng em sở hữu những chậu chớp Mỹ rất là đẹp như thế này mà giá quá là rẻ luôn. Hình 28 ạ, chậu này là 4 thân nhé, đều tam tóc luôn, 2-4-5 thân, 2-4-6 thân ạ, 6 thân cả ngắn cả dài luôn ý cô chú anh chị, chứ không phải 4 thân luôn. Có giá 150 thôi, một tác phẩm đẹp luôn mà có 150 thôi ạ. Chậu 28 ạ, chậu tiếp theo là chậu 29. Xin phép bán giò này với giá 140, thân ngắn dài nhưng mà rơi đâu đấy từ trên 6 thân. 2-4-6-7 thân luôn ý cô chú anh chị nhé. 140 ạ. Và tiếp theo sẽ là cái hình số 30. Chớp Mỹ 30 này, thân nào thân đấy căng mướt luôn và cũng rất là nhiều thân ạ. Chậu này xin phép bán 150. Và chậu số 31 này, chớp Mỹ 31 đây cô chú anh chị. Chớp Mỹ 31 này em bán 140.000 ạ, 2-4-6 thân. Và chớp Mỹ 32, 2-2-3 này, 3 rồi, 2-3 này, 7 thân nhá, 140.000 cho giò này.
Và bên này ạ là những cái giò trầm củ hay còn gọi là trầm than củi, rơi ít nhất là từ 6 thân trở lên, mà em thấy là ở đây chủ yếu là 7 8 thân trở lên luôn ấy ạ cô chú anh chị. Thân nào thân đấy mập căng mướt luôn ấy ạ. Đấy ạ. Và riêng cái cây này thì không có lẫn đi đâu được cả cô chú anh chị nhá. Càng già thì thân càng chuyển sang màu xoắn đỏ. Càng già thì cái thân của nó sẽ chuyển sang màu xoắn càng đỏ đậm hơn. Và đặc biệt là cây này này, hoa nó vô cùng là mê cô chú anh chị ạ, không phải tự dưng mà một cây lan người ta gọi là trầm cổ đâu, cái cây lan trường tồn theo thời gian, giữ giống trường tồn theo thời gian với sắc hoa đỏ đậm và bông hoa cực kỳ là to luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cái chậu này thì nó chỉ rơi có 4 thân mà thôi mà rất là đẹp như thế này rồi. Thì giá một cái chậu lan trầm cổ như thế này xin phép em được bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 140.000 nhé, 140.000 cho một cái giò lan đủ rực rỡ cho cô chú anh chị mình luôn. Và sang mẹ ở đây sẽ là những cái chậu lan trầm trắng ạ. Những cái cây trầm trắng nhé cô chú anh chị nhé. Rơi thứ nhất là 6 thân trong một giò. Cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng hoa màu trắng mà cái hương thơm thanh khiết luôn, hương thơm phải nói là vô cùng là ngọt ngào luôn của dòng lan trầm trắng ạ. Thân không có mập, không có dài lắm nhưng mà đảm bảo cô chú anh chị là hoa hương mê cô chú anh chị ạ. 6 thân trở lên nhé. Với giá xin phép bán với giá là 100.000 cho một giò thôi nhé. Tranh thủ sưu tầm cái mã màu cái trầm trắng nó rất là đẹp, trước đây bán theo thân đấy, thân bé nhưng mà người ta vẫn bán theo thân ạ. Một cái mặt mã màu hoa đẹp ngọt ngào từ sắc hoa đến cái hương thơm của nó đấy, với giá chỉ 100.000 thôi dòng trầm trắng. Tiếp sau mẹ đây cô chú anh chị mình của em tranh thủ sưu tầm những cây lan hồ điệp trăm hoa, chưa bao giờ nó rẻ đến như vậy luôn ấy ạ. Cô chú anh chị không biết là có xem nhiều những cái phiên live của nhiều người không ạ. Hiện tại thì em thấy là vẫn có rất là nhiều nơi người ta bán hàng giá rất là đắt đỏ. Trong khi đó thì ở đây em bán chỉ bằng giá của một nửa người ta thôi cô chú anh chị nhé. Có thể sưu tầm cùng em những cây lan hồ điệp trăm hoa, mã màu hồ điệp trăm hoa này. Và mua bên em thì cô chú anh chị yên tâm rằng là thứ nhất là chuẩn cây giống, thứ hai chuẩn giá nha cô chú anh chị nhé. Không lo bị đắt mà chỉ có là bao rẻ cho cô chú anh chị mình thôi ạ. Ở đây cô chú anh chị của em sở hữu này, sưu tầm cái cây đầu tiên, hình này gọi là hình số 2 nhá, một cái cây lan hồ điệp trăm hoa. Đó, một cái cây lan mà với những cái bông hoa tuyệt vời như thế này. Xin phép được bán cây này với giá là 150.000 này. Hình tiếp theo là cái hình số 3. Hình số 3 này là một cặp đôi hai cây và em xin phép bán cặp đôi này 250.000 ạ. Nó là một cái cặp đôi có hai cây luôn. Đó. Bình thường là một cây như thế này thì nhiều nơi cô chú anh chị xem phiên live nhiều chỗ xem có thể người ta bán đến 250.000 rồi. Đó. Đây là một cái cặp đôi xin phép bán 250.000 này, gọi là hình số 3. Tiếp theo là hình số 4, cũng là một cái cặp đôi mà cây rất là to luôn ạ. Xin phép bán cái cặp đôi này dề với hai cây này với giá là 270.000 nhá. Và sang hình tiếp theo là hình số 5, một cái cây thân lá tím rất là đẹp luôn, cây khỏe, cặp đôi hai cây. Giá em bán là cặp đôi này cũng là 270 này. Và sang hình số 1 ạ, đây là hình số 1 nhá. Cặp đôi này xin phép được bán với giá là 250.000. Đó, cô chú anh chị cùng em chọn những cây rất là đẹp như này. Còn ở đây ạ, sẽ là những cây lan năm cánh trắng họng hồng, một cái dòng lan mà chinh phục bất cứ anh chị chơi lan khó tính nào luôn. Những anh chị chơi lan thâm niên trong nghề vẫn chọn những cây năm cánh trắng họng hồng để mà chơi hoa Tết cô chú anh chị ạ. Thơm ngát hoa và cái họng hồng nổi bật trên nền năm cánh trắng tinh khiết như thế này. Đó, mà giá thì rất là rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Rất là rẻ luôn rồi cô chú anh chị, có một cái tác phẩm rất là đẹp rồi. Cô chú anh chị cùng em xem này, cái hình này gọi là hình 24 ạ. Hình 24 nhá, thân nào thân đấy căng mướt luôn. Về đến chỗ cô chú anh chị đảm bảo là mỗi một thân là thực sự là một cái suối hoa đẹp tuyệt vời cho cô chú anh chị mình. Thân quá đẹp cô chú anh chị ạ. Cái giò này gọi là hình 24 này. Hình 24. Cái chậu 24, năm cánh trắng họng hồng 24 ạ. Xin phép em bán cái chậu này với giá là 140.000 cô chú anh chị nhá. 2 4 6 thân chỉ cần giò này thôi, nở hoa là có tác phẩm đẹp rồi. 6 thân, năm cánh trắng họng hồng mập căng luôn ạ. Và sang hình tiếp theo là hình 23 nhá. Đó, hình 23 em cũng chọn những cái hàng mà xuống hết lá như thế này này. Đẹp, đảm bảo vận chuyển đến tay cô chú anh chị. Hàng có thể cho cô chú anh chị những cái bông hoa Tết chuẩn, chuẩn thời điểm nhất ạ. Giò này xin phép được bán với giá là 130.000, năm cánh trắng họng hồng này. 2, 4, 5 thân cô chú anh chị ạ, rất là đẹp luôn. Ôi quá rẻ luôn cho cô chú anh chị mình ạ. Hình tiếp theo là hình 22, chậu này em bán 130 luôn đi. 2, 2, 4, 6 thân. Và sang hình số 21 này, chậu này em bán là, giò này em bán 140 nhá. Và sang hình số 20, cái chậu 20.
Chậu 20 này thân cũng nào, thân đấy cũng mập mũ luôn. Xin phép bán 140. Một cái giò rất là nhiều thân và đẹp ở đây ạ. Xin phép bán 150, gọi là hình số 19 nhá. Bên này đây sẽ là những cái cây đai châu ạ. Đầu tiên muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái cây đai châu cực kỳ là đẹp. Cái cây như thế này cô chú anh chị chỉ cần về lên giò thôi là có một cái tác phẩm vừa đẹp thân lá vừa đẹp hoa luôn rồi. Và những cái mã màu rất là đẹp trong buổi tối hôm nay. Đỏ sắc pháo, một chậu đỏ sắc sắc pháo nhá, một cặp đôi hai cây châu đỏ sắc pháo. To và đẹp như thế này, hàng bản lá mít luôn nhá cô chú anh chị nhá, bản lá dày cục to đùng luôn. Và giò số 28 này xin phép em được bán, hình này gọi là cái hình số 8 nhá. Hình số 8 cặp đôi này xin phép được bán với giá, xin phép được bán cái hình này với giá sẽ là 100, hình này xin phép được bán với giá là 250.000 cho chậu đỏ sắc pháo này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 9 ạ. Một cặp đôi cũng là đỏ sắc pháo nhá. Cặp đôi này em bán 250. Và hình số 10, đây cũng là một cặp đôi đỏ sắc pháo. Xin phép bán 250. Bản lá mít, cây xanh mướt cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11, đây là một cái chậu hồng cánh sen ạ. Chậu này xin phép bán 240.000 và hình số 12 cũng là hồng cánh sen nhá. 240.000 luôn. Và hình tiếp theo là hình số 13, bán rẻ sập sàn cho cô chú anh chị mình luôn, mới cây mít, bản lá to như cái bàn tay luôn ạ. Nụ nào nụ đấy to uỳnh đang nhú lên. Xin phép chậu bán giò này với giá là 220.000. Và sang hình tiếp theo hình số 14 cũng là một cây hồng cánh sen hàng mít, bản lá tròn vo, lá ngắn, cây cân đối hai bên rất là đẹp như này. Hơi tiếc là bị dập một xíu lá. Đây cái này em xin phép được bán 200.000 đi ạ. Châu rừng này cô chú anh chị này, cây 2-3 cái vòi bông luôn, nụ to uỳnh luôn. Ô, cô chú anh chị nhìn cho em này, đó, đẹp chưa. Đai châu hay là nghinh xuân ngọc điểm, cái dòng hoa mà không cần kích luôn mà vẫn nở chuẩn hoa Tết cô chú anh chị. Cái cây này thì rơi vào 3 ngồng hoa nhé cô chú anh chị nhá. Cây này rơi 3 ngồng hoa, cây này gọi là cây số 6, 3 ngồng hoa. 100.000 thôi ạ. À 100.000 thôi, à 110.000 nhá. Cây này hơi dập ở đây một chút xíu. 100.000 cho cây này. Hình tiếp theo hình số 7. Cây này đây cô chú anh chị nhìn cho em, một ngồng hoa, 2 này, 3 này. Siêu hoa, siêu nụ luôn. Đây một cái nụ hoa đang nhú ra đây nữa. 4 nụ hoa luôn cô chú anh chị ạ. Cây này hơi lỗi đây một chút. Xin phép được bán cây này với giá 100.000 ạ. À một cái cây, một cái phần đùi gà tròn, một cái phần đùi gà tròn này em bán 20.000 cho cô chú anh chị nào về trồng chăm này, cũng được một giò xinh luôn ạ. Bán gần như là tặng luôn ấy. Còn bên này đây cũng là những cái cây lan đai châu nhá cô chú anh chị nhá. Những cây đai châu ạ. Đây ạ. Những cây đai châu đây này. Đó, hàng mặt hoa sổ số và nụ đang rất là đẹp luôn. Như cây này hai nụ luôn này cô chú anh chị này. Rơi khoảng tầm 5 cặp lá, rất là đẹp như thế này đấy ạ. Và một cây châu như vậy với giá chỉ có 100.000 thôi cô chú anh chị. Một cây thôi cũng đủ xinh luôn đấy ạ. Cây sẽ có 1-2 vòi bông. Đủ sắc hoa nhá cô chú anh chị nhá. Giá là 100.000 cho cây châu này. Sang bên này đây cô chú anh chị nào đang muốn sưu tầm cái cây hạc đỉnh đỏ này không ạ? Cái mặt hoa đỏ thắm luôn, chuẩn sắc hoa hạc đỉnh đỏ, nở hoa hơn một tháng chưa tàn cô chú anh chị ạ. Đẹp trọn vẹn từ khi nở đến khi tàn nhá. Với sắc hoa đỏ thắm đẹp tuyệt vời như vậy. Và một cái chậu lan hạc đỉnh đỏ và cái hàng mà đỏ đang nụ. Ở đây thì cái chậu này thì đang sưng nụ ở bên trong này sao ấy, chưa thấy trồi ra hay là nụ ở bên dưới này này. Đó, một cái cây lan hạc đỉnh đỏ này em xin phép vừa bán là 120.000 cho cô chú anh chị mình. Đây, có cây này đang nụ này. Cây bên dưới này hình như là không biết là mầm hay là nụ đang nhú lên đây. 120.000 cho một cây nhá cô chú anh chị nhá. Một chậu như vậy đấy ạ. Cái giò lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy này. Bán cho cô chú anh chị 100.000 luôn ạ. Thân là thân đấy mập căng luôn cô chú anh chị. Đủ cho cô chú anh chị có một màu vàng rực rỡ. Và giò thanh đạm Indo, à thanh đạm mà sữa chứ. 80.000 thôi ạ. Cho giò thanh đạm sữa này. Dạo nữa là bắt đầu là chuẩn bị cho hoa rồi ạ. Còn đây ạ, đây sẽ là hạc vĩ thiên cung lữ bố này cô chú anh chị. Em có duy nhất hai giò thôi nhá. Thiên cung lữ bố, hàng cây đáng sưu tầm, đáng ngắm ạ. Cái sắc hoa hồng, cái môi to đùng luôn, cái sắc hoa hồng đậm như vậy này. À, mỗi một cái chậu thiên cung lữ bố này xin phép bán 80.000 cho một giò. Cũng rơi đâu đấy, 8 đến chục thân trong một giò như thế này. Nó hơi ngắn một chút xíu về cô chú anh chị, chăm sang năm sẽ dài mượt như ý luôn. Với giá chỉ có 80.000 thôi. Chậu trầm rồng đỏ duy nhất. Hoa không khác gì trầm rừng luôn. Đảm bảo cô chú anh chị giá rẻ, bèo bọt mà hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng. Thân nào thân đấy căng mướt xuống hết lá rồi cô chú anh chị ạ. Chậu rơi vào 4-5 thân đẹp như thế này với giá chỉ có 80.000 ạ. Lạc hao oai này cô chú anh chị này. 80.000 vừa bán vừa tặng luôn. 80.000 cho giò 25. Giò số 26 sum xuê như thế này. 90.000 thôi ạ. Hao oai ạ. Trước đây thân hơn 100.000 bán theo thân.
Còn bây giờ cả một cái giò lan như thế này, bao nhiêu cái công chăm sóc, một thân một bông hoa nở thôi đã thơm ngát rồi, mà một cái chậu lan như thế vậy có 90.000 ạ. Cây hồ điệp khủng long duy nhất nhá các chú anh chị nhá, mới cây lan hồ điệp khủng long duy nhất. Cây này thì bị mất đi 1-2 lá ở đây này cô chú anh chị này. Tuy nhiên thì cây vẫn rất là khỏe đấy ạ. Cây này bị mất mất đi 1-2 lá nhá. Bình thường em bán 80.000. Cho cô chú anh chị nào mà thích lấy cái cây hồ điệp khủng long, mã màu hồ điệp khủng long siêu to khổng lồ đây. Đó, người ta bán giá cây đang nụ đang hoa, người ta bán giá lên đến cả 1.000.000 bạc một cây đấy ạ. Cô chú anh chị cùng em sở hữu cái cây này với giá 50.000 cho cây này đấy ạ. Hồ điệp khủng long này cô chú anh chị nhá, 50.000. Cây khỏe nhá cô chú anh chị nhá, mất 2 cái lá thôi, cây khỏe, cái bộ rễ khỏe ạ, 50.000 ạ. Cô chú anh chị nào mà chưa có chơi hồ điệp khủng long thì không tưởng tượng nó nổi nó to như thế nào đâu, to khủng bố luôn. Rất là to luôn đấy cô chú anh chị, cái cần hoa dài đến cả hơn 1 mét này. Sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số những cái đặc sản ạ, miến rong sợi to hàng Thái Tây. Đó, nhiều cô chú anh chị đã ăn và đã quay trở lại. Một cái cây miến mà em nghĩ là đã từng thưởng thức là chỉ có mê thôi ạ. Miến rong sợi to Thái Tây nhá, với giá xin phép bán 80.000 cho một túi 1kg miến rong sợi nhỏ. Với giá 80.000 miến rong theo đén, 100.000 cho một túi 1kg. Em vẫn có chè dây nhá, với giá 100.000 1kg. Và nấm hương rừng với giá sẽ là 140.000 cho túi nửa kg ạ. Có chè dây nhá, xác lại là em vẫn có chè dây ạ. Với giá là 100.000 cho 1kg và được hai túi rất là to. Và chè dây tự nhà em sao nhé, hôm nay em quên mất là không nhớ mang ra. Bên này đây sẽ là vỏ thông này, đủ size 1, 2, 3, 4. Vỏ thông vụn đầu giá 20 cho kg. Rêu rừng 50.000 và duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 một lọ, 50.000 trong cặp Atonic, 12.000 trong một gói nhé. Và súc thai không muốn tăng trưởng 50.000 cho một lọ, dưỡng chất AB 85.000 một lọ, B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000, điền da mỹ tiến 40.000, điền da sẹo đen 55.000, siêu da dễ N3M 30.000, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát, đồng giá 30.000. Em có loại phân bón Hàn Quốc và phân bón Vinai nhé quý chị nhé. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000, cát tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ. Kim Kim Bun đặc cái nano đồng và nano bạc ạ, đặc trị rất là nhiều những cái loại bệnh, đồng giá là 40.000 cho một lọ. Đặc trị côn trùng 70.000 cho một lọ. Ba loại phân bón. Bên này thì em còn có thêm cả Superman với giá là 30.000 một gói. Super Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi và xây bục lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một gói 1kg. Cái dòng này thì đã khẳng định thương hiệu rồi. Đặc biệt là phân dê đã qua xử lý. Yên tâm bón luôn, cung cấp giá trị dinh dưỡng trong một thời gian rất là lâu dài cô chú anh chị ạ. Với giá đang bán là 80.000 cho 1kg tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Đồng giá 40.000 cho một lọ. Và đây hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi nên là chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị những công dụng dược liệu vô cùng tuyệt vời, như giảm đau rất là hiệu quả, không gây nóng rát. Đặc biệt mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn tuyệt vời, giảm đau rất là hiệu quả luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay ạ mà bên em đang có này. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây. Chúc cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ bên người thân và gia đình, và sưu tầm được những cái bông lan đẹp cho sân vườn của nhà mình với cái giá rất là yêu thương nha cô chú anh chị nhé.